Hoa đồng tiền là loài hoa đẹp với ý nghĩa mang đến sự may mắn và tiền tài cho gia chủ. Vì thế, nghề trồng hoa đồng tiền ngày càng phát triển và trở thành xu thế được nhiều nông dân lựa chọn canh tác. Với trên 20 hecta chuyển đổi sang trồng hoa đồng tiền, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội là một trong những vùng chuyên canh hoa đồng tiền lớn nhất thủ đô. Người nông dân nơi đây đã áp dụng những kỹ thuật chăm sóc tiên tiến, thuần hóa các giống đồng tiền giữ lạnh, phát triển tốt trong điều kiện miền Bắc. Đa số các giống đồng tiền được trồng hiện nay đều ưa khí hậu mát mẻ, nhiệt độ để cây phát triển tốt dao động từ 15 đến 25 độ C. Nhiệt độ lý tưởng để ra hoa là 22 độ C. Chính vì thế khi nhập các giống đồng tiền về miền Bắc anh Bùi Văn Khá và những thành viên hợp tác xã Hoa Đồng Tháp Đan Phượng Hà Nội đã phải thuần hóa và có những chế độ chăm sóc hoa riêng biệt. Nói chung là cái hoa đồng tiền này thì là cây giống là gần như tôi cây giống thì gần như là 100% là cây của Đà Lạt. Phải chiếm ra đây anh em trồng nó phải chiếm 80% là cây giống của Đà Lạt. Còn 10 đến 20% là cây giống ngoài Bắc nhưng trong khi qua quá trình mình sản xuất hoa này thì cảm nhận của anh em làm đó thực tế thì là thấy cơ của Đà Nạt là nó sẽ cho giống hoa và màu sắc và coi như hoa nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ to hơn và nhiều hoa năng suất hơn. Để cây hoa đồng tiền phát triển tốt thì đất trồng phải tơi xốp độ thoáng cao nhiều mùn, chủ động tưới tiêu, Cây hoa phải được trồng trên luống cao 30 đến 35 cm, rộng 1,8 đến 2 m để tránh cho cây khỏi bị úng thân thối rễ. Cây hoa trồng cách nhau 30 đến 35 cm, các luống cách nhau 40 cm. Thời vụ trồng hoa đồng tiền thích hợp là vụ xuân từ tháng 2 đến tháng 4 và vụ thu từ tháng 9 đến tháng 10. À, nói chung là hệ thống rãnh xung quanh ruộng nên là mình phải làm sâu hơn ở trong rãnh để vậy có nước nó vào là nó có mình gom có một cái chỗ điểm gom gom nước chỗ đó thì mình là có một cái hệ thống máy tự bơm đời nước thì tự người ta bơm tự máy nó bơm ra Ngoài ra, tất cả các nhà vườn trồng hoa đồng tiền tại xã Đồng Tháp đều có bước chăm sóc và bảo quản hoa. Quan trọng nhất vẫn là phải làm khung tre nứa, và căng một lớp bạt dày ở trên đầu mỗi vườn hoa để tránh thời tiết mưa gió. Vì nếu rét hoặc nhiều nước tưới quá thì hoa đồng tiền sẽ không phát triển được và có thể chết. Nói chung hoa đồng tiền thì kỹ thuật cái gì nó cũng quan trọng, không một cái gì cái không quan trọng cả. Nhưng mà hoa đồng tiền là sợ nhất là nói thẳng là mưa. Mưa to mà nước vào cái thì thôi xong tết luôn. Ngập hết thế là coi như bỏ hết cả tâm huyết là coi như đi hết luôn nhưng mà mưa là mình bây giờ là mình làm bờ làm bụi cẩn thận rồi thì nó vẫn có cái tỷ lệ thất thoát chứ không phải bảo là một trăm phần trăm được thì cái cái thất thoát thì nó sẽ giảm thiểu hơn là ngày trước mình làm theo anh Khá, đặc tính cây hoa đồng tiền không ưa ánh sáng trực tiếp, không ưa nước, không chịu được nóng và cũng không chịu được rét. Chính vì vậy, để cây hoa đồng tiền phát triển tốt nhất trong quá trình xuống giống đến khi thu hoạch xong, bà con cần đầu tư bài bản để bảo vệ cây hoa. Nói chung là từ nói đến khó an toàn thì từ lúc phun thuốc cho đến lúc bông hoa nở một suốt ra thị trường thì là ít nhất phải cách ly tối đa nhất phải được 5 ngày. Vì cái thuốc này của tôi là toàn phun thuốc sinh học. Hoa đồng tiền là loài cây ưa sáng, ánh sáng đầy đủ cây sẽ sinh trưởng và phát triển tốt, hoa đẹp, độ bền hoa cao, nhưng cường độ ánh sáng quá mạnh sẽ làm giảm cường độ quang hợp, bởi vậy vào mùa nắng nóng thường dùng lưới đen để điều khiển cường độ ánh sáng và bức xạ mặt trời. Ánh sáng trong nhà dưới 70% sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển và ra hoa của cây. Vì vậy cần phải thiết kế nhà lưới trồng hoa đồng tiền ở nơi nhận được nhiều ánh sáng nhất cái nhà màng thì thực ra làm với cái nguyên liệu cây tre như thế này thì và họ cũng có những cái cải tiến ví dụ nếu bình thường ở Đà Lạt thì nó phủ nó phủ toàn bộ quanh năm nhưng còn ở ngoài này thì thậm chí nó có thể là mở để cho thông gió vào thì cái đấy cũng là một cái sáng tạo tuy nhiên là cái đó thì phải lưu ý là trong cái mùa vụ mùa hè thì có nhiều cái côn trùng trích hút mà khi nó, nó vào nó xâm nhập vào thì chúng ta phải phải gọi là phải chống nó bằng nhiều cái cách ở trong vườn ví dụ như là có thể dùng cái bẫy vàng có thể dùng cả cái thuốc thảo mộc thuốc uh, sinh học để uh, gọi là chống đối những, cái đối những cái đối tượng côn trùng trích hút loại nhỏ khi mà nó chúng ta mở ra xung quanh chúng ta mở cái lưới lưới chắn côn trùng ra để lấy gió côn trùng trích hút loại nhỏ nó sẽ xâm nhập vào và chúng ta phải có phương án để mà phòng chống những cái đối tượng như vậy. Bên cạnh đó, anh khá và các thành viên hợp tác xã thường bón phân hữu cơ cho cây để có được những bông hoa đồng tiền mập mạp, đẹp và bền màu. Ngoài ra định kỳ phun thuốc phòng các bệnh như nấm đen, nhện đỏ, sâu vẽ bùa hay đốm mắt cua. Cho em hỏi bây giờ là cái loại bị nấm đen này, này Thì ừ. giờ thì làm như thế nào cho nó khỏi nấm đen Hiện ừ. tại bây giờ là khu vực này Gần như là vườn nhà nào cũng bị Không bị nhiều thì bị ít ờ, Đối với các cái bệnh mà có nguồn gốc Từ các cái nấm dạng như thế này Thì nó có mấy cái nguyên nhân Có thể phát sinh và phát triển bệnh là Một là cái ẩm độ Ẩm độ mà do là có thể cái giai đoạn sau này khi mà các cái cây phát triển lên thì nó lá nó có thể giao nhau và cái ẩm độ chính cái 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 lá giao nhau này nó nó tạo nên cái ẩm độ ở phía dưới đất là nó nó cao đấy là một một trong những nguyên nhân cái cái nguyên nhân thứ hai nữa có thể là do cái chuyện mình sử dụng phân bón mà ngay từ ban đầu có thể bón cả phân gà, bón cả NPK ngay đầu. Tất nhiên, cái yêu cầu của cái cái cây hoa này phải là dinh dưỡng cao nó mới cho cái hoa đẹp, mới cho năng suất và cho cái phẩm chất của hoa. Theo tiến sĩ Đinh Văn Thành, những mảng rêu xanh mọc dày ở các rãnh nước như thế này đã hé lộ thêm một nguyên nhân khiến cây dễ mắc bệnh, đó là thừa dinh dưỡng. Khi mà tôi vào ấy, tôi nhìn thấy có có cái 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 rêu mà đã ở dưới rãnh như thế này là triệu chứng là, là thừa thừa dinh dưỡng đấy nhé chứ còn nếu mà bình thường không có cái rãnh anh đi vào không có rêu mọc thì lúc ấy mới là được đấy thì anh cứ cứ phải nghiên cứu giảm bớt đi và điều chỉnh cho nó cho nó giàn trải ra có những năm em là bón bổ sung cái lần có những năm bổ sung rồi nhưng mà ừ. cái nếu như là năm nay em chưa bổ sung ừ. thì là nó vẫn bị nấm nên ừ. hạn chế hơn như mọi năm. Mọi năm mình bổ sung vào thì nó bị rất nhiều. Ừ. Nhưng năm nay em chưa bổ không, sung vào. Không thế thì thế bây giờ anh đổi đi, anh không anh không dùng cái cái cái, sung, cái 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 sung lân. cái lân ở ừ. mà năm bổ sung anh gì. bổ sung bằng cái năm nay chỉ bổ sung cái loại vi hữu cơ này thôi. Vì vi sinh hữu cơ và kết hợp với cái cái đạm anh cần thì có thể cái đạm không cái này không cho không, không bỏ, thì đạm nào. không đạm đạm là đạm thực vật nhé đạm thực vật tức là hạt đậu tương Vậy, hạt ngô đấy vâng. đấy thì nó sẽ nó sẽ lành hơn vâng. nó sẽ đỡ sẽ đỡ bệnh hơn đấy vâng. anh cứ để ý xem em theo chuyên gia thành anh khá cần sử dụng đa dạng các loại phân bón hạn chế phân đạm tăng cường bổ sung các yếu tố vi lượng để cây hoa phát triển khỏe mạnh tăng sự chống chịu với các loại bệnh bổ sung thêm cái uh, yếu tố vi lượng vào thứ hai nữa là điều chỉnh cho cái cái đạm có thể ban đầu thì vừa phải thôi nhưng được bổ sung vào mỗi khi ta thu hoạch hoa ở những cái kỳ ở trong năm đấy thì nó sẽ tức là nó giải ra nó giải ra, đều ra thì nó đỡ hơn là anh tập trung bón NPK vào một thời điểm ban đầu thì nó cũng dễ bị làm cho cây phát triển nó mất cân đối và khi cái đạm hóa học ấy, nó có một cái mà tốt là nó làm cho năng suất lá năng suất cành năng suất cây là phát triển rất là nhanh nhưng mà nó lại không mất cân đối đấy cho nên anh lưu ý cho tôi cả mấy cái yếu tố đấy nó làm cho nó làm cho cái 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 ẩm độ à làm cho cái cái bệnh này nó phát sinh phát triển rất là nhiều Đồng tiền là cây trồng cạn không chịu được úng nhưng đồng thời có sinh khối lớn, bộ lá to tiêu hao nhiều nước, do vậy cũng kém chịu hạn. Độ ẩm đất từ 60 đến 70%, độ ẩm không khí từ 55 đến 65%, thuận lợi cho hoa đồng tiền sinh trưởng. Độ ẩm tốt sẽ góp phần làm cuống hoa kéo dài. Vào mùa đông thiếu ánh sáng, ẩm độ cao, cây thường bị nhiễm bệnh nên cần giữ mức độ ẩm dưới 70% ban ngày và dưới 85% vào ban đêm. Độ ẩm tối đa bên trong nhà lưới cần duy trì khoảng 70 đến 75%. Trong nhà lưới không khí phải được lưu thông vào ban đêm và thông gió ban ngày. Đến những cái năm nhất định, năm thứ cuối năm thứ nhất, cuối năm thứ hai, cuối năm thứ ba, mỗi một năm anh phải tỉa. Anh phải tỉa cho nó thoáng cái 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 luống hoa này đi. Đấy về về mặt cao độ như này được rồi. À, và cái thoát, cái hệ thống thoát nước của họ là là đạt yêu cầu. Rồi cái bờ bao ở đấy đằng sau đấy là cái bờ bao để chắn cái mùa mưa mà nước lớn quá để chắn thì tôi cho rằng là cái cái quản lý uh, nước mưa và nước mưa không ảnh hưởng đến các cái luống này. Bởi dưới này chỉ toàn bộ là khi nào thiếu thì họ tưới tưới đủ ẩm thôi chứ không không tưới tham tưới nhiều tưới đẫm thì cái đấy là được rồi nhưng mà cái quan trọng nữa nếu mà không quản lý được cái bệnh thì nó sẽ uh, nó sẽ thành cái vấn đề lớn nó là cái trở lực và khi đã bị bệnh nặng ấy thì không không thể ra hoa được đặc biệt kỹ thuật thu hái hoa cũng rất quan trọng bàn tay nhẹ nhàng thao tác dứt khoát kỹ thuật thu hái và bảo quản hoa đồng tiền là một trong những khâu quyết định đến chất lượng, độ bền của hoa và hiệu quả kinh tế của cây hoa. Thu hoạch họ phải thu vào sáng sớm, rồi thì uh, cho vào uh, cái uh, nón nilông, lông để giữ để bảo quản được và cho vào cái và thì những những cái kỹ thuật mà sau thu hoạch thì họ cũng đã đạt được cái tiêu chuẩn nhất định và những cái đó nó sẽ là một cái phương pháp để chúng ta có thể rằng là tiêu thụ ở nó đảm bảo đến tay người tiêu dùng thì vẫn vẫn là cái hoa nó vẫn là tươi vẫn là đạt yêu cầu về mặt chất lượng Nhờ những biện pháp canh tác hiệu quả, bình quân mỗi ngày, anh khá thu hái từ 5.000 đến 6.000 bông hoa. Giá bán hoa đồng tiền tùy từng thời điểm, giao động từ 500 đến 1.500 đồng một bông mô hình của anh và hợp tác xã Hoa Đồng Tháp đã tạo công an việc làm cho những lao động nông nhàn tại địa phương, nâng cao giá trị kinh tế. 2003 bắt đầu làm mô hình nhỏ ít, bắt đầu 2010 bắt đầu làm mô hình bắt đầu lớn dần. nói chung hoa đồng tiền này thì nói chung là so với các hoa khác thì là nó cho thu nhập đều đặn hơn so với các hoa kia. So với canh tác truyền thống trước kia thì cái thu nhập của hoa đồng tiền này là nó ổn định hơn với này cây này nó là nó thuộc dạng cây kinh tế cao chứ không như là cây lúa với lại các cây rau màu ngày ngày xưa nên bây giờ mình phải theo xu thế thời đại mình phải dòng các cái loại cây kinh tế cao để phải đảm bảo cuộc sống gia đình với lại bây giờ là hầu như là nhà tôi là tụt các cái lao động chính là đều tập trung ra làm vườn hết chứ không có đi làm các công việc khác nên cuộc sống nó cũng gọi là từ ngày làm hoa đến giờ nó cũng ổn định hơn so với ngày trước là người đầu tiên đưa nghề trồng hoa về trồng trên đất lúa ở xã Đồng Tháp. Anh Bùi Văn Khá lấy vợ tại làng Hoa Tây Tựu và học hỏi đưa nghề trồng hoa về xã Đồng Tháp. Ban đầu, anh khá trồng nhiều loại hoa khác nhau như hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền. Nhận thấy cây hoa đồng tiền đặc biệt phù hợp với đồng đất xã Đồng Tháp, được khách hàng ưa chuộng, giá bán cao, từ năm 2003, anh khá chuyển sang chuyên canh giống hoa này.